Đính chính là Ngân chưa có người yêu nha ông bà cô chú. Mấy anh hỏi thăm á. Rồi, có hẹn khuyến mãi. Chưa có người yêu. Tính ra thấy thấy đi nhìn thẩm mỹ giống Ngân 98 quá hả? Cái miệng à, môi à. Nay sáng hôm nay làm một video về chim Ngân nha. Dạ. Địa chỉ là 189 Phạm Hữu Thứ, phường 4, quận 6. Đứng ngoài quá trời kìa. Kim Ngân chặt đi. 100.000 để nguyên luôn ơi. Đó. Giá này ăn nè, 200.000. 100.000 nguyên nè. Dạ ổ 20 nè. Đây. Chị ơi, hãy coi rồi. Đó rồi. Xuống đi. Đó, giá nó bán đúng không ơi? 100.000 để nguyên. Kim Ngân đang làm bánh mì. 100.000 luôn.
Kim Ngân làm bánh mì. Bánh mì heo quay 15k một củ. Lily với sao hôm nay thấy buồn dữ ta? Trà khơi quay thấy buồn dữ ta? Một ký một ký kìa. Dạ có cây nè gì gì cây nè quá trời cây gấp quá trời rồi. Đúng. Chung một chỗ. Heo quay lên liên tục. Dạ, đó lấy 1 ký miếng 1 ký xuống cho cô đó. Đó 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 miếng đó. Một ký đó Lily. Trong chợ Bình Tiên, ba địa chỉ. Nhưng mà ở địa chỉ này là có hai người đẹp. Dạ. Một người đẹp bán buổi sáng, một người đẹp bán buổi chiều. Người đẹp kìa. À, đây, Tâm đây, lâu lâu cho Tâm một xíu đi. Một ký hai bịch. Để đi hai bịch đi chung một bịch. Để đi hai bịch đi chung một bịch.
do tại sao mà chị em nói tới ngò là chị em cười, mình không biết nữa. Ngò này cũng dài. Nửa ký ba rọi chặt. Đang làm bánh mì. Kim Ngân chặt rất là nhanh nha. Ba chỉ chứ không phải là ba rọi nha. Cầm ổ mì cho chụp tấm hình nha Kim Ngân. Có xa xíu. Đây một video đặc biệt của Heiway ở Kim Ngân nha. Rồi ok, cảm ơn. Đổ ký kia đôi đi, cái gì đó đây chị. Ổ mì xa xíu không dư ngờ. 3 chục 15 35 xong rồi chị. 35 còn 100 ngủ. Rồi đi rồi, người ta đi rồi. Cái gì vậy? Từ cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em. Nhớ like, subscribe và chia sẻ với em. Bye bye.